qua nhà cô giáo để trêu chọc cô giáo nha mọi người. Bạn bạn đừng quên đây xe thật ra nó là một mặt trời hình nhau với giấy mới nhé. Còn bây giờ hãy let's go. Ở cô giáo xây tượng khổng lồ lên mọi người. Không, cái này không phải cô giáo gì á. Hay nhưng mà con sổ tượng khổng lồ luôn ơi. Ông hàng xóm, ông hàng xóm ơi, hình như ông hàng xóm thích cô giáo rồi mọi người. Kiếm cặp bồ ghê. Ông hàng xóm là bức tượng cho cô giáo luôn. Ông cô giáo thê ông hàng xóm mới đúng. Xây bức tượng mà đúng không mọi người. Mà mình để coi xong cái này cái đã. Mà khoan, thì mỗi lần mà ông hàng xóm mà đi qua thì cô giáo phải làm cái gì? Làm cái gì nè mọi người? Đắp mặt nạ mình tiếp. Bây giờ mình đi lấy cái tô là mình làm một cái bức tượng. Không phải mình làm cái tượng, mình làm cái gì? Cho cô giáo rửa luôn nè. Nhức đầu. Cái gì heo. Bây giờ mình phải đi vô coi cô giáo mới đắp mặt nạ màu gì. Chứ mình đâu có biết đâu để mình làm. Cô giáo mình sẽ đi vô cái phòng mà cô giáo thường đắp mặt nạ. Gần như cầu thang á. Sao mình ngồi chứ? Mình là con giáo cho nên mình chỉnh lại hình con ở đâu. Cho cô giáo chừa. Cài tiêu luôn. Xá xì hoài vậy mình đang không mà. Mình đang không cô giáo đi. Cô giáo làm cát xì luôn. Cát xì hoài cô giáo thấy mình á. Mất gì hết trời. Đi đâu nhỉ? Em đang đi nè. Ở đừng. Càng tới gần nhà của cô giáo đó. Con hai cô giáo nào ở phòng nào. Giá đang gần mình. Giá đang ở gần mình. Nhưng mà phải biết ở gần là ở đâu. Chứ như nói cô giáo ở gần mình hay biết ở đâu. Đó là thì ông gì. Hết rồi. Né cô giáo ra. Né đi từ từ thôi nha mọi người. Đi nhẹ nhàng. Cô giáo đi vào bên kia rồi. Cô giáo đi vô luôn. Thì mình sẽ đi vô coi. Cái phòng mà cô giáo thường đắp mặt nạ. Đây. Nhìn cái này giống xi măng quá. Không, cái này là nước. Mình phải làm xi măng vô. Dạ, không. Nhìn cái này là cái mặt nạ cô giáo chuẩn bị mà chưa có đắp á. Bây giờ mình phá cái đó hình một cái. Bây giờ Nhi sẽ đi kiếm cái tô giống vậy nữa. Em đi chạy. Ở đâu? Chạy chứ. Lộn cái này. Không bị bộ. Mà thôi Nhi ơi. Hay. Nhi cái phòng nó gần. Mày hay làm gì? Ở trời, cô giáo đi ngược nữa trời. Mày ghê. Bây giờ hãy có cách để đi nhanh nhất nè. Nhanh mà, cái kiểu như là nhanh là mình có lăn nước nè. Ơi lăn nước gì? Lăn nước, đập lăn nước. Lăn nước hả? Ôi trời ơi. Đây, mình sẽ đi từ dưới lên. Từ lên xuống. Ê, cô giáo ở đâu rồi? Nó mất tiêu rồi. Đâu rồi? Mình chưa kịp lấy cái gì luôn mọi người. Đừng nhặt nữa. Mình có một lăn nước. Đây coi chừng. Cô giáo này. Hình như cô giáo ơi xuống tầng này á. Đâu có. Mình nhặt ngôi sao chứ cái đó. Mà quá trời như sao luôn. Xác nhận luôn. À đi xuống rồi mình đi lên. Đi từ từ xuống nha mọi người. Tại vì cô giáo đi. Ơi chết mồ. Chết mồ. Nhanh đi mồ. Đi qua. Đừng muốn. Mình không muốn ăn đập đâu mọi người ơi. Mình sẽ đi cầu thang ngoài vậy. Đây. Ủa chỗ này sao nâng nước hoài vậy. Quá trời nước luôn. Hình như mình lúc nãy mà em thấy cái chỗ đó cũng có lăn nước. Lăn nước. Rất là nhiều nước luôn. Hình như cái này là chìa khóa giả mọi người ơi. Cô giáo thường thường làm mấy cái chìa khóa giống nhau á. Rồi để vòng nhà để dụ mình á. Đây. Nhưng mà dễ gì. Dễ gì. Tôi đã có ngu đâu. Bây giờ mình sẽ đi vô cái phòng. Ờ đúng rồi. Phòng đó phải không. Không phải. Cái này là phòng bức tượng. Cái phòng mà tạc tượng á mọi người. Lấy cái tô. Cái tô giống như cái tô kia kìa. Nhiều phải luôn. Chỗ này có một chìa khóa. Ok kìa. Mình không đành. Tạc tượng nè. Mình không đành. Mình không có đàn. Mình sẽ vô phòng tạc tượng lấy cái chén. Chén. À không phải. Cái tô. Cái tô. Lộn cái chén. Lộn cái chén mọi người.
Thôi mình chạy. Mình sẽ lấy cái tờ rồi bây giờ. Phút này mình chạy, cô đang đằng này nè. Đằng này là cái chắc luôn nè. Cô đang lên á. Cô giáo ơi, cô giáo được. À, cô giáo đang đi kiểm tra, cô giáo đang đi kiểm tra. Đừng đi ngoài, đừng có đi ngoài. Bây giờ phải biết là cô giáo đang ở đâu. Cô giáo đang trong đó đó. Bây giờ mình sẽ đi ra đây đi. Mình đi ở đâu? Mình đi nhảy xuống á. Tại vì mình đã lấy xong cái bát rồi, mình đi kiếm cái đường nào mà gần gần với lại cái phòng mà. Cái phòng đó, bây giờ mình em đi đi đường gần bây nhất. Giờ mình sẽ đi xuống cái chỗ mà có cái hồ bơi á mọi người, cái tượng á. Tượng bơi, tượng mà cũng bơi. cần tránh cho mình sớm ra, không sớm thấy mình là mét cô giáo. Ơi, mét một cái là mình ngo đòn. Ngo cái đất đòn. Không, hôm nay cô giáo bị trừng phạt mình là hôm nay cũng có khi nên... là thay gì là ông mình sẽ. Ơi. Hai gì là cô giáo phạt thì mà ông hàng xóm phạt mình đúng không? Ê, hai muốn biết là ông hàng cô giáo không đi vô đây đó. Rồi chơi mọi người, chơi mọi người. Hai muốn biết ông hàng xóm có đánh mình không ta? Ê, cô giáo hết rồi. Ông hàng xóm đi ra luôn nhỉ? Bây giờ mình sẽ nhân cơ hội để đây nè mọi người, để trong đó bấm vô. Nghe ngừng chưa? Ngừng rồi. Chết trời mồ mọi người ơi. Cô giáo đang đi đâu nè? Cô giáo đang vô phòng bếp. Ủa ơi. Ủa, cô giáo đi lên, mày. Ông mình sớm đâu rồi? Ông mình sớm đi vệ sinh. Ông mình sớm đi vệ sinh nha mọi người. Lần đầu tiên mới thấy. Thôi, nguyên một đi lẹ. Hai ơi, đi lẹ. Đi lẹ. Ơi, cô giáo bắn chim nữa kìa. Rồi, bỏ vô. Đi. Cảm thấy không ổn. Đi. Chết tao rồi. Hồ mọi người, mém bị bắt. Bây giờ mình sẽ đi lên đổi cái tô cát này với lại cái tô xi măng. Cái tô xi măng này chắc là hôm nay hình như cái này không phải đâu, cái đó không phải hơn cái gì á. À, cái tô mà để cô giáo đắp mặt với lại cái đổi lại cái tô xi măng. Không biết ra sao mọi người. Hình cô giáo sẽ biến thành cái gì? Con không biết cô giáo có đóng không ta? Chắc chắn có luôn. Mình sẽ đi trong hốc này nè. Chứ hả? Ê, vô sau kìa, hay đi nhặt trước đi. Mình sẽ đi nhặt ngôi sao. Em có hai vô sao. Ôi, nhìn vô sao nhất rồi. Mình nhờ kì, mình nhờ giàu quá trời giàu. Mấy hôm trước mình chơi quá trời nhiều. Bây giờ mình mệt rồi. Hôm nay nè. Đúng rồi nè mọi người, mình sẽ đổi. Khoan, cô giáo đang đi đâu? Cô giáo đang lên đây đó. Em biết rồi đó. Đi lên, đấm liền hay ơi. Rồi, ok. Chết mồ, cô giáo đang ở kế phòng mày. Ôi trời. Phải không ta. Nhưng mà đứng đây để coi cô giáo có được mình. Đó, trên đó nè. Phải không ta? Ê, đúng rồi. Đúng không mọi người? Đúng, chỉ thử. Cô giáo được rồi thiệt. Cô giáo đánh ghét. Cô giáo nè, mặt cô giáo nè. Hình như cô giáo đứng gần mới thấy. Hình như cô không giáo ngờ luôn á, mình đi sát cô giáo mà cô giáo không hề thấy mình luôn mọi người. Ghê không? Siêu ghê. Mình đi, mình mở cửa thôi. Ôi trời, hết hồn mọi người. Bây giờ cô giáo chép chép nè. Bắt đầu. Ui, ngủ dậy. Hình như cô giáo biến hình cái gì mình không biết nữa. Trời ơi, cô giáo biến hình tượng luôn. Mình không biết. Đúng rồi. Ây trời. Hình như cô giáo biến thành tượng luôn mọi người. Nguyên một đại tượng luôn. Cô giáo kìa. Hình như là cô giáo không có nói được. Cảm giác như không có nói được, không mở miệng ra được á. Ôi, ông ăn cái gì vậy? Ông ăn cái gì vậy? Trời ơi. Ông sẽ quá tàn nhẫn đây. Nghe cái coi. Hãy cho anh em một like, share, subscribe để động lực cho hình video mới nhé. Còn bây giờ bye bye.